Cuộc đời thực sự là chúng ta không thể đi tắt được. Mặc dù bây giờ á là không còn phải cái kiểu làm giàu theo tích lũy như ngày trước, mà có thể làm giàu trong 1, 2 năm, 3 năm và 5 năm rất nhanh, chứ không phải kiểu như ngày xưa là chúng ta phải tích lũy rất nhiều năm rồi chúng ta mới giàu. Còn tại sao mà cuộc đời không thể đi tắt được á, thì nếu như những mà ai có cái sở thích mà xem phim kiếm hiệp thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy cái kiểu như thế này. Đầu tiên là nhân vật của chúng ta khá là yếu ớt, sau đó là trải qua rất là nhiều cái quá trình rồi thăng trầm cuộc sống, bước lên đỉnh cao trong một cái lĩnh vực nào đó. Ví dụ như kiếm hiệp thì sẽ là đỉnh cao võ thuật. Khi mà tài năng đến càng nhiều, khả năng càng cao thì phải lãnh những cái trách nhiệm với giang hồ. Theo như trong phim là như thế ha. Chúng ta sẽ phải lãnh trách nhiệm của giang hồ nhiều hơn. Thì khi đó họ lại ao ước là được sống một cuộc sống của một người bình thường, cùng người mình yêu thương ở cạnh nhau và làm nông này nọ, sống an nhàn để đi đến nửa phần còn lại của cuộc đời, chứ không còn muốn đấu tranh đấu đá tranh giành quyền lực gì nữa. Cái đấy là một cái kiểu chung của những bộ phim kiếm hiệp. Và ở trong cuộc sống này chúng ta cũng thấy rất là nhiều người họ đã cố gắng nỗ lực đấu tranh, cũng giành quyền lợi, giành những cái vị trí quyền lực gì đó ở trong xã hội này đến một cái mức độ nào đó, rồi sau đó họ cũng rút lui để mà sống một cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, nó gần với thiên nhiên hơn, nơi mà có nước, có mây, có núi này nọ. Và theo một quyển sách là mình từng xem cũng vậy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ nên bắt đầu từ vạch đích. Nghĩa là ví dụ như bây giờ chúng ta đang làm một cái công việc gì đó và chúng ta muốn nhìn ra 5 năm, 10 năm nữa thì chúng ta thấy là ai đi tới đâu, thì hãy nhìn cái người đi trước của chúng ta đó, họ đang làm trong cái lĩnh vực, cái mảng nghề nghiệp của chúng ta bao lâu rồi, họ làm 5 năm chưa, 10 năm chưa. Nếu mà họ làm 5 năm, 10 năm rồi và họ đang ở vị trí đó mà chúng ta không có gì khác biệt thay đổi thì 5 năm sau, 10 năm sau chúng ta cũng phải ở tầm tầm cỡ đó thôi. Thì chúng ta có thể nhìn ngược lại. Và mình cực kỳ thích một cái câu nói cái kiểu mà nếu như bây giờ bạn có tất cả tiền trong thế gian rồi thì bạn còn có tiếp tục cái công việc bạn đang làm hàng ngày hay không? Cứ luôn luôn đặt cái câu hỏi này hàng ngày và suy nghĩ nó thì thấy khá là hay. Và câu trả lời chắc chắn là không, tôi có tiền rồi tôi sẽ không làm công việc này nữa. Thì có nghĩa là đây là công việc không phải là công việc mà mình yêu thích, mình muốn dành cả cuộc đời để làm cái điều này, thì chúng ta nên phải thay đổi công việc. Từ khi mà mình làm được khoảng 2-3 năm á là mình bắt đầu chán cái công việc hiện tại rồi và mình rất là muốn thay đổi nó, chứ không có muốn nó tiếp tục như nó. Có nghĩa là nó là một cái vòng lặp đó, như chúng ta xem những cái bộ mà review phim mà chúng ta rớt vào cái vòng lặp thời gian á. Phim thì nó làm cái câu chuyện nó khác, nhưng mà thật sự ngoài đời chúng ta đang ở vậy luôn á. Cứ hàng ngày ngủ dậy đi làm rồi về mệt mỏi, ngủ dậy đi làm, cứ y như vậy, vòng tròn nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cứ qua thêm một năm chúng ta già thêm một tuổi và không có những mục tiêu thì chúng ta lại không đạt được bất cứ điều gì trong cái cuộc sống này. Và nó có y như vậy hoài, chỉ ngoại trừ một cái số tuổi nó cứ tăng lên hàng năm thôi. Và nhìn lại, wow, cuối cùng là mình đã làm công việc đó hết 8 năm. Từ 2-3 năm là đã chán rồi nha, mà không đưa ra quyết định nghỉ được, phải kéo dài thêm 5 năm nữa, tổng là 8 năm rồi mình mới dám dứt khoát từ bỏ cái công việc đó. Và thực sự khi mà từ bỏ thì cũng không có, tới bây giờ luôn vẫn không hề có sự luyến tiếc hối hận gì cả. Chỉ có hối hận một điều là tại sao ngày trước không bỏ sớm hơn thôi, để cho nó kéo 8 năm trong một cái mạng đó rồi nó không áp dụng gì được trong cái cuộc sống này, mà khi mà bước ra khỏi cái công việc đó thì phải học lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu tất cả toàn bộ, rất là chua chát và cay đắng. Và khi đó mình suy nghĩ theo cái kiểu mà chúng ta sẽ đánh từ vạch đích đánh ngược lại. Thì khi đó nhìn vào những bạn bè xung quanh có sự thành công hơn về tiền bạc, bù lại họ sẽ trả giá bằng cái việc đó là không có đủ thời gian nhiều dành cho cha mẹ hay là vợ con. Thì mình thấy ai cũng rút lui về, đúng không? Vườn cuối mà chúng ta sẽ lui về sống an nhàn, thì tại sao chúng ta không bắt đầu từ vạch đích là chúng ta sẽ rút lui về? Nhưng mà khi mà rút lui về khi này nè, có nghĩa là chúng ta chưa đạt được một cái mốc gì, thành công gì, đỉnh cao gì trong một cái mảng nào hết, về tiền cũng không, lĩnh vực nghề nghiệp cũng không. Thì khi đó đó là mới xảy ra một cái những cái việc mà ốm đau bệnh tật tuổi già của cha mẹ, đánh cho vài cơn bệnh thôi là bắt đầu toan cái lượng mà tiền mà mình đã dành dành dụm bao nhiêu năm đó, mình cứ nghĩ là như đây thì có thể kéo dài 5 năm hơn, nếu mà trong khoảng thời gian đó làm được vật vật này nọ thêm thì chắc cũng ok bình thường. Nhưng không nha, khoảng chừng 2 năm thôi là bệnh tật nó giật banh hết liền. Cái mình thấy ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ mình làm sai gì ở đây? Thì nếu mà như chúng ta có xem những bộ phim đó thì có thấy có những cái hộ nông dân á của các lão tiều phu hay là này nọ, thì họ có phải là những người mà ở gần núi rừng nè,
họ cắt ngắn giai đoạn đó. Đấy là cái câu mà mình đầu tiên mà mình bắt đầu cái câu chuyện ngày hôm nay, là cuộc đời không thể đi ngắn được á, chúng ta không cắt đoạn giữa được. Chúng ta chưa đủ thành công về một cái mảng tiền bạc hay là công việc, chưa đạt mật mốc đó thì chúng ta sẽ không có khả năng mà để mà bảo vệ cái gia đình của chúng ta. Trong phim thì sẽ là có đạo tặc hay này nọ, họ tới tấn công cặp vợ chồng già đó, rồi họ cướp, giết, hiếp hay là bắt con gái, con trai gì đó đi, đúng không? Thì xã hội này thì nó không có như vậy, mà nó sẽ là bệnh tật ốm đau, nó tới, nó tấn công chúng ta và chúng ta không thành công được trong cuộc sống này á. Chưa đạt được một cái điều gì đó về tiền hay là về lĩnh vực nào đó để có khả năng bảo vệ gia đình chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ giống như những cái gia đình tiều phu hay là ngư dân nhỏ bé đó. Và rất là buồn khi bây giờ mình mới bắt đầu hết phát hiện ra điều đó là không còn gì cả. Tuổi thì nó đã bắt đầu đi khá là xa rồi, nhưng mà mình tin một điều là không có gì là muộn cả. Chắc chắn là sẽ phải bắt đầu lại từ bây giờ, không có bỏ được cái đoạn giữa, mà bây giờ phải kiếm nhiều tiền hơn để mà có cái khả năng thực hiện những cái ước mơ, có khả năng chăm lo cho gia đình về những cái vấn đề tuổi già, sức yếu, bệnh tật. Ai mà có suy nghĩ mà cắt ngắn một cái đoạn ngay giữa giống mình thì hãy tỉnh lại, thì hãy từ bỏ ngay cái điều đó đi nha. Chúng ta phải đi qua từng bước chứ không được cắt bỏ đoạn nào cả. Đó mới là cuộc sống.